xin cho chúng con đốt nén tâm hương hướng về Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, lịch đại tổ sư, chư vị tiền bối hữu công khai sơn tạo tự, xin cho chúng con đốt nén tâm hương nguyện tam bảo khắp mười phương, thì từ gia hộ cho ngài tưởng niệm cố hòa thượng ân sư với lòng chí thành của tăng ni nhớ ơn và nam nữ Phật tử tề tụ về thể hiện lòng tri ân uống nước nhớ nguồn, nguyện giác linh hòa thượng thừa tư Phật lực thượng phẩm thượng sanh hồi quy ta bà, vì chúng sinh mà theo hạnh nguyện quá độ, nguyện cho tất cả chúng con cùng những người theo dấu chân tổ sư thân thường an tâm thường lạc, tinh tấn tu hành sớm thành đạo quả. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Thứ kế xin cho chúng con tri ân chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn Tịnh Đức Nhị Bộ Tăng già đã và đang gánh vác Phật sự, làm cho Phật pháp được trường tồn sương minh. Kính cảm niệm tri ân đến các cấp chính quyền sở tại đã tạo điều kiện cho ngôi chùa Quan Âm được làm công tác Phật sự vẹn tròn hiếu nghĩa của những người con Phật. Cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ quý Phật tử luôn tinh tấn tu hành, người sống an vui, hữu quyền thất tổ, đẳng đẳng hàm linh siêu sanh tịnh độ. Nam mô thường tinh tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch chư tôn đức ban tổ chức, kính bạch thượng tọa trụ trì, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện. Đêm 14 tháng 2 tại chùa Quan Âm ở thị trấn quên rồi tỉnh Hậu Giang, thị trấn gì quý Phật tử? Thị xã thôi hả? Thị xã. Nhưng mà đi vô cái chỗ này giống thị trấn quá, vì thấy sầm uất đến nỗi nhà mà ra tới đường luôn không còn cái đường đi, cho nên quá sầm uất. Và ở đây bây giờ phát triển quá thì thầy thấy thầy mừng, và ở bên ngoài đi vô là mừng mà nó chưa có nhiều, vô tới cái chùa Quan Âm mới mừng dữ hơn nữa. Wow, xin một tràng pháo tay cảm niệm. Cái này đúng là ngôi Phạm Vũ Già Lam, quá tuyệt vời. Với cái công hạnh sâu dày mới có thể làm được. Ở nhà mình làm một cái nhà thôi mà tôi nói vợ chồng gây lộn từ lúc mới khởi công cho đến lúc xong. Nếu mà ở chùa vậy mà cỡ như gia đình của mình chắc chịu không nổi đâu. Cho nên mình thấy như vậy mà mình nghiêng mình phải nói là kính phục. Hôm nay tôi ôn lại với hội chúng những điều mà Đức Phật dạy. Bây giờ ta ôn 5 điều tổng tướng của Pháp để chúng ta làm hành trang trên lộ trình tu học. Rồi quý Phật tử dần dần ta đi vào nội dung phân tích nha. Điều thứ nhất, ta là đệ tử Phật mới vào chùa, ta phải làm cái bổn phận của mình, gọi là ghi cái giấy để đăng ký quy y Phật để làm đệ tử Phật. Như vậy người nào chưa quy y tam bảo, bữa nay 14 ngày mai rằm đăng ký quy y, chứ để không mình tu lậu. Thấy không? Mình muốn qua cửa khẩu mình cũng phải có giấy thông hành hay là bó bo hộ chiếu.
Còn mình bất cứ mình ở đâu mình phải có cái giấy chứng minh nhân dân. Bây giờ mình vô chùa mình phải có cái giấy quy y để biết con là Phật tử, để con học Phật. Đó, cho nên đã là Phật tử thì bắt đầu thọ tam quy ngũ giới. Và người Phật tử thì luôn luôn thấy lỗi của mình mà không thấy lỗi người kế bên. Đó là điều thứ nhất mà quan điểm của tôi. Người nào cũng phải thấy cái tổng tướng để chúng ta biết phương pháp tu hành. Phần lớn nhiều người vô chùa không có cần biết Phật pháp là gì, chỉ vô chùa chắp tay sau đít đi tới đi lui quy y, nhưng mà thật sự ra không hiểu biết. Vì vậy cho nên tu lâu mà không thấy chứng đắc gì cả, dẫn đến càng tu cái mặt càng nhăn giống con khỉ. Như vậy là tu lộn địa chỉ. Nhớ Đức Phật ngài tu trở thành một bậc gọi là đại căn đại trí, cho nên khi ngài sanh ra trong cõi đời 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, sanh vào trong cung vua, ngai vàng đã dành sẵn cho ngài với hai cái yếu tố để chọn lựa. Chọn lựa thứ nhất, nếu ở tại thế gian thì ngài trở thành bậc chuyển luân thánh vương, thống nhiếp cả bốn châu thiên hạ. Nếu ngài chọn con đường tu thành đạo quả thì chắc chắn ngài sẽ thành bậc thiên nhân đạo sư. Đức Phật đã chọn con đường trở thành một bậc xuất trần thượng sĩ, thiên nhân chi đạo sư. Vì vậy, người đệ tử Phật muốn thành tựu được trong cuộc đời này và vô lượng kiếp sau, điều đầu tiên thì quý vị phải về chùa thọ tam quy ngũ giới. Sau đó chúng ta mới tìm hiểu Phật là gì. Vì ta là con Phật rồi, ta phải tìm hiểu ông Phật là gì để con tìm hiểu ông Phật của con. Con tìm hiểu ông Phật bên ngoài là để con hiểu được ông Phật của con là ai. Đó là điều quan trọng mà người đệ tử Phật cần phải hiểu. Mà muốn tìm hiểu ông Phật thì phải tìm hiểu lời ông Phật dạy. Vậy thì cái lời mà Đức Phật dạy là cái gì? Thì cái này là nhiệm vụ quy y pháp. Cho nên có nhiều người ta nói quy y nhiều năm rồi mà hỏi tứ đế là gì, cái nói tứ đế là bốn sĩ, hay là tứ diệu đế là một lít. Vậy thì làm sao mà có thể hiểu được giáo pháp của Như Lai? Làm sao mà thành tựu được cái gì trong đời này và nhiều kiếp sau? Vì vậy cho nên giáo pháp của Như Lai là ngọn đuốc, chúng ta hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Nghĩa là mỗi người tự ý thức được rằng Đức Phật đã để cho chúng ta một tài sản, đó là giáo pháp. Bơi vào giáo pháp của Như Lai, ít nhất mình cũng phải hưởng được hai cái điều quan trọng nhất. Đức Phật đã cho mình một khái niệm tổng tướng về thế giới quan. Cái cảnh giới này là cảnh giới nào? Có phải là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người, trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát là Phật? Đó là 10 cái cõi mà gọi là cảnh giới để chúng ta tái sinh. Còn khi chúng ta hiểu về 10 cảnh giới này rồi thì bắt đầu chúng ta quay trở về với chính mình để tìm hiểu nhân sinh quan. Ta là ai? Ta từ đâu đến? Ta mang cái gì đến và sẽ đi về đâu? Đó là lộ trình ngày hôm nay tôi chia sẻ cùng toàn thể chúng hội đạo tràng một chủ đề nho nhỏ, đó là chữ Tăng. Quý vị thấy không? Nó mở đề ai hiểu 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 tôi. Mở đề là tôi nói bổn phận của một vị chư Tăng chính là hướng dẫn Phật tử trong lộ trình thọ tam quy ngũ giới, hướng dẫn Phật tử tìm hiểu về Đức Phật như thế nào, có bổn phận hướng dẫn Phật tử học về giáo pháp giải thoát, hướng dẫn Phật tử hiểu về tổng tướng của các cõi để Phật tử không còn mơ hồ sau khi thân hoại mạng chung, con sanh về đâu, bây giờ con tu cái gì, mai này con thành cái gì, Phật tử cần phải biết, còn không biết hỏi thầy trụ trì, chứ thầy con mũi thôi. Điều cuối cùng
là muốn biết thì phải làm, mà ai làm? Ta làm, ta là chủ nhân của nghiệp. Còn chữ tăng là gì? Xin định nghĩa chữ tăng như sau. Tăng là một đoàn thể thanh tịnh hòa hợp từ 4 vị tỳ kheo trở lên. Do vậy, Phật tử quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, chứ không quy y Phật, quy y Pháp, quy y Thầy. Cho nên Phật tử không có là đệ tử của ai, mà là đệ tử của Tăng. Do vậy, ngày hôm nay tôi đại diện cho chư Tăng, tất cả quý vị ngồi dưới đây, nếu là Phật tử thì đều là đệ tử của tôi. Nghe đó. Tại vì đệ tử của tôi cho nên tôi được quyền hướng dẫn. Tôi hướng dẫn còn nghe hay không đó là nhiệm vụ của quý vị, còn nhiệm vụ hướng dẫn là của tôi. Giống như quý vị đi tới đâu, quý vị thấy hai cái câu mà chư Tôn Đức treo, đó là Phật Pháp Sương Minh do Tăng già hoằng hóa, thiền môn hưng hịnh nhờ đàn Việt phát tâm. Trong đệ tử Phật có 4 chúng: tỳ kheo ni gọi là chúng xuất gia, u bà tắc, u bà di gọi là chúng tại gia. Tứ chúng này được xem như là một sự thanh tịnh hòa hợp, đó là Phật Pháp Sương Minh hưng thịnh hay không? Bây giờ cái chùa này sở dĩ mà làm được thì cũng phải do 4 chúng này, chứ không phải là một mình thầy trụ trì mà không làm được. Vì vậy cái chùa này là cũng là do chư tăng, các bậc xuất gia hộ trì và Phật tử tại gia hộ trì. Cho nên cái chùa này là một sự thanh tịnh hòa hợp. Ai đến chùa tu tập sẽ hưởng được sự thanh tịnh hòa hợp của tăng đoàn. Hiểu không quý Phật tử? Được chưa? Như vậy bữa nay cho đến ngày mai, nghe thầy nói chữ tăng rồi, nghe thầy nói chữ chùa là thanh tịnh hòa hợp rồi, về tới đây quý Phật tử có hứa với thầy không gây lộn hay không? Hứa không? Vỗ tay mà nghe câu bộ không hứa. Nghe văng vẳng đâu đó xa xa, lâu lâu gây lộn cho nó vui. Như vậy mình về chùa, cái điều đầu tiên quan trọng nhất mình phải hiểu là gì? Thanh tịnh hòa hợp. Phật Pháp có trường tồn, có sương minh hay không là nương tựa vào cái sự thanh tịnh hòa hợp. Quý Phật tử cùng đọc với thầy, ở thế gian có cái câu này: đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Mà sao có nhóm dưới thành công còn nhóm này thất bại? Không có nghe cái nhóm mình này nói. Công nhận nhóm mình này dởm thì ớn thiệt. Ta đoàn kết con bền. Như vậy thì ở thế gian người ta có cái khẩu hiệu đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Ở trong chùa của mình thì sao? Ở trong chùa của mình vốn dĩ cái chữ tăng là đã thanh tịnh hòa hợp rồi, mà tất cả chúng ta đều quy y tăng. Thì chúng tôi hầu xưa chưa xuất gia thì tôi cũng quy y tăng, và khi tôi xuất gia thì tôi cũng nương tăng làm thầy. Vậy đó, cho nên tất cả chúng ta ai là đệ tử Phật đều là người thanh tịnh hòa hợp. Rồi bây giờ tôi mổ xẻ cái chữ thanh tịnh hòa hợp để chúng ta xứng đáng là đệ tử Phật. Chúng ta làm cho Phật Pháp sương minh. Điều thứ nhất, chúng ta có hai phần: phải và trái, trước và sau, trên và dưới, đẹp và xấu, trí và ngu. Tóm lại là chúng ta nó hai mặt. Cho nên bản thân mình có mâu thuẫn không quý Phật tử? Có không? Có. Mới thương đó bỗng đà ghét đó. Cho nên khó hiểu lắm. Bây giờ này có nhiều nhà nhạc sĩ nó viết ra cái bài đừng tin những gì cô ấy nói. Cô ấy nói có là không. Trời, tôi đi tu là chắc ăn. Tôi mà không đi tu là tôi nói nó gạt tôi tới nơi. Nhưng mà bài hát đó cũng không được quyền nói, chỉ có người phụ nữ nói có là không. Không lẽ cái bài đó không có nói đừng nghe những gì anh ấy nói? Tôi nói trước khi ảnh thương chỉ, ảnh hẹn, ảnh thề, ảnh hứa tùm lum, tới chừng cưới về không thấy đâu chứ. Cái chỉ ngồi chỉ nhắc hoài, ảnh nó bực mình quá,
hầu đó tại nói vậy để cưới cho được thôi. Bắt đầu hả, quay qua quay lại cái bà nhắc, bà nói hầu đó anh nói sao? Nó cái gì? Bắt đầu gây gỗ lên. Cái hầu đó người ta thương người ta nói khác, còn giờ bực mình nói khác. Cho nên trong chúng ta sở dĩ mà ta quy y Phật là để ta khống chế cái tâm của mình. Khi thương khoan vội hứa tùm lum, rồi khi ghét cũng khoan vội chửi tùm lum. Trời, tôi không hiểu sao có nhiều người quy y Tam Bảo rồi, đã là đệ tử Phật rồi mà không hiểu cái chỗ này. Tôi nói mỗi lần thương tôi nói cái lời có cánh vậy đó. Ta chừng ghét rồi tôi nói chửi, không còn chỗ nào để mà hứng lại hết trơn. Sau khi hết giận rồi sao? Nó sức mẻ tùm lum. Cho nên đệ tử Phật cẩn trọng ba nghiệp: thân, miệng, ý. Chúng ta quy y Phật rồi, chúng ta trở thành đệ tử Phật rồi là chúng ta tuyệt vời trong tất cả tuyệt vời, gọi là trên tất cả tuyệt vời. Người đệ tử Phật mà nói theo cái pháp bố thí, mình bố thí 1.000 người ác không bằng cho 1 người thiện, bố thí cho 1.000 người thiện không bằng cúng dường cho 1 người thọ tam quy ngũ giới, mà cúng dường cho 1.000 người thọ tam quy ngũ giới không bằng cúng dường cho 1 chú chớp mới vô chùa là tịnh nhân. Cúng dường cho 1.000 vị tịnh nhân chưa bằng cúng dường cho 1 vị sa di khoát cái y mạng. Cúng dường cho 1.000 vị sa di khoát y mạng không bằng cúng dường cho 1 vị tân tỳ kheo. Cứ như thế, giáo pháp của Như Lai là một cái gì đó tuyệt vời, không còn tuyệt vời. Do vậy, ai là người học được giáo pháp của Như Lai, người đó gọi là very good. Nghe im rơ thế. Không lẽ đây chưa quy y? Tôi khen những người quy y mà sao ngồi im rơ ta, nó cứng ngắc luôn người ta. Không lẽ là đang chú tâm quá rồi quên luôn. Khen mình cũng quên luôn. Như vậy, người quy y Tam Bảo, điều đầu tiên và hạnh phúc lớn nhất của người đó là làm chủ chính mình. Quý vị cùng nói với thầy: ta. Ai không nói lộ răng chịu. Ta là chủ nhân của ý. Ta nghĩ, nghĩ tốt. Ta vui, nghĩ xấu. Mặt giống quỷ đó. Ta là chủ nhân của cái ý. Do vậy mà Đức Phật luôn luôn nghĩ tốt. Đức Phật với cặp mắt của Ngài từ nhục nhĩ, thiên nhĩ, huệ nhĩ, pháp nhĩ, Phật nhĩ. Ủa, Phật nhãn. Nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Đức Phật nhìn đâu cũng thấy thanh tịnh. Đức Phật nhìn ai cũng thấy là Phật, là Bồ Tát. Còn ta thì cặp mắt của ta không biết làm sao mà ta nhìn người nào ta cũng thấy nghi nghi. Vì tôi mất đôi dép, cho nên tôi nhìn người nào tôi thấy cũng giống người ăn trộm dép. Nghĩa là khi tâm ta xấu, ta nhìn ai cũng xấu, mà ta nhìn người nào cũng xấu thì cái cảnh vật bên ngoài nó cũng xấu luôn. Cho nên người vui thì cảnh mới vui, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Một khi mà hai đứa thương nhau làm như nó có thiên nhĩ gì đó, nó nói chuyện nhỏ xíu, mình đưa tay kế bên vẫn không nghe được. Vậy đó mà khi hai đứa nó cưới nhau rồi, ta nói về nó gây lộn, nó bắt máy là nó la, vẫn không đứa nào nghe. Thấy ghê chưa? Làm như là lúc nó giận cái nó điếc, còn lúc nó yêu nhau tụi nó thính dữ lắm. Thấy không? Quý vị thấy không? Khi người ta có tình thương là tự nhiên người ta có một sức mạnh vĩ đại. Nó mới thương nhau, nó nói anh ơi em hơi khó chịu, 12 giờ đêm mà nó nói anh ơi em hơi khó chịu, cái thằng kia ngủ không yên. Vì đó mà cưới về rồi tao nói 12 giờ trưa nó nói khó chịu thì để đi. Nó xế một chút đi, người ta làm việc cái đã.
chứ đừng có nói. Cho nên cái người mà có tình thương thì người đó sẽ phát huy công năng và sức mạnh của mình rất lớn. Cho nên đạo Phật là đạo từ bi. Quý vị cùng nói với thầy, đạo từ bi là bất sanh bất diệt. Người nào không có tình thương, luân hồi sanh tử khổ đau. Thương càng nhiều, cực càng nhiều, nhưng mà vui càng nhiều, nên gọi cực lạc. Ủa sao im rờ ta? À không? Vậy là cực lạc là gì? Cực lạc nghĩa là ở nơi đó tất cả mọi người ta thương lớn lắm. Cái tình thương của người ta là không có giới hạn, thương bao la rộng lớn, cho nên gọi là cực lạc. Không tin bây giờ quý vị thử coi, quý vị thương rất nhiều thì quý vị sẽ giỏi rất nhiều. Mình thương thì mình phải lo cho người này, mình lo cho người kia, mình lo cho người nọ. Chính cái tình thương đó nó làm cho mình có một sức mạnh vĩ đại, nó làm cho mình thông minh dữ lắm luôn. Còn mình mà không thương rồi là tôi nói nó quể quại, nó yếu, nó lầm biếng, nó xấu. Lúc mà nó yêu hết, tôi nói nó xấu cỡ nào đi nữa nó cũng đẹp. Mà tôi nói lúc mà nó khùng lên rồi, tôi nói đẹp cỡ nào nó cũng xấu. Nghĩa là nó ghen rồi là nó không tắm nữa mà. Nó ghen rồi nó không giặt đồ. Nó không lau nhà gì hết. Tôi nói nó dơ mà nó thấy gốm lắm mà. Là tôi nói ghen là nó giống như bà điên gì đó. Cho nên là quý vị đừng để mất tình thương. Do vậy đạo Phật là đạo từ bi. Ta đến với đạo Phật, ta quy y Tam Bảo, xong rồi ta phải nhìn mình, mình là đệ tử Phật, mình phát huy giá trị của từ bi. Đó là điều thứ nhất mà tôi muốn nói với quý vị. Sở dĩ chúng tôi đi tu, nếu tôi không có lòng từ bi là xin thưa thầy ở dưới đây mà ổng gọi điện thoại lên, tôi nói thầy ơi xa quá hơi nghỉ. Thấy không? Nhưng mà tôi phát tâm, tại vì tôi chọn mà, tôi chọn con đường tu hành. Mà tu hành thì cái gì là quan trọng nhất? Hoằng pháp vi gia dụ, lợi sanh vi bản hoài. Hoằng pháp là nhiệm vụ của người xuất gia. Cho nên hầu đó tôi mới vừa quy y Tam Bảo là tôi muốn trở thành một vị pháp sư rồi. Cho nên khi mà tôi cạo đầu vô chùa là bắt đầu tôi giảng liền thôi, gặp người nào giảng người nấy. Lúc đó mọi người tặng cho tôi một cái danh hiệu là giảng chợ đen. Tôi nói là chợ đen đâu tôi không thấy, chỗ nào tôi cũng giảng, mà nhất là tôi giảng đám ma. Tại vì mình tới đó mình cúng, thì giờ mình tới đó mình cúng thì mình giảng cho hương linh nghe. Bắt đầu tôi ngồi tôi khai thị hương linh, là cái hầu đó tôi không biết khai thị là gì hết á, nhưng mà tôi ngồi tôi giảng cho hương linh nghe là tự nhiên cái trở thành là cái bài khai thị à. Tôi nói hương linh ơi, hương linh theo quy luật vô thường sanh già bệnh chết, hương linh chết thì trong tương lai tôi cũng chết, nên đi trước tự tại. Vậy thì tôi hỏi tất cả quý vị ở trong này, ai là người không chết giơ tay lên tôi coi thử. Thấy không? Ai cũng biết trước sau gì mình cũng có cái bản tử hình nó chờ sẵn mà. Vậy là tất cả chúng ta đều chết. Vậy thì chúng ta hiểu là sanh thì phải già, già rồi phải bệnh, bệnh rồi phải chết. Vậy thì sanh già bệnh chết là chuyện quá bình thường mà. Ai cũng chết chứ đâu phải mình bà chết rồi bà sợ. Cứ đi đi, từ từ tôi đi theo. Cho nên bây giờ tôi tụng kinh cho bà là tôi gửi cho bà. Mai mốt bà khi tôi chết bà quay trở lại tụng cho tôi đó. Tôi báo cho biết vậy. Cho nên khi tôi đi tụng kinh là tôi nghĩ đây là thân bằng quyến thuộc của tôi. Giờ này tôi tụng kinh cho người chết thì trong tương lai người chết sẽ gia hộ cho tôi. Do nên gọi là âm quý nhân. Người ta có hữu sự tôi đến tôi giúp thì người ta sẽ giúp cho tôi, gọi là dương quý nhân. Tôi vì người chết mà đến thì người sống tự nhiên cái ủng hộ cho tôi. Nhờ vậy mà tôi đi tụng kinh, tôi giảng, xong bắt đầu người ta thỉnh đi cúng cơm tôi cũng giảng nữa, người ta cúng giường tôi nói tôi không nhận. Ở đây tôi không phải đi làm mướn, đi tu rồi mắc mớ làm mướn, muốn cúng về chùa cúng. Bây giờ tôi đi làm phước chứ không phải là tôi đi làm mướn. Cho nên cúng giường tôi ở đây là trả tiền tôi chứ gì. No, không nhận.
Tao rồi nó chảnh đi ớn luôn. Nhờ chảnh như vậy mà mình mới giảng người ta nghe được. Đó, chứ còn người ta trả tiền mình lấy rồi làm sao mình nói cho ta nghe được. Không lấy tiền, giảng cho nghe. Ngồi đó đi, tôi nói cho nghe nè. À, vì thế không? Là lúc này là người ta cần mình mà, người ta cần mình cho nên mình đến mà mình đâu có lấy tiền lấy bạc gì đâu, mà mình còn giảng cho Hương Linh nghe nữa. Đó, tôi mới nói vậy nè. Tôi tụng kinh xong rồi, cái tôi nói Hương Linh. Hương Linh ơi, tôi tụng kinh là để cho âm và dương hòa hợp với nhau, mà âm dương hòa hợp á thì người sống an vui, người chết siêu thoát. Bây giờ người chết có siêu hay không tôi đâu có biết, mà bây giờ tôi nói người còn sống nè, gia đình không được gây lộn với nhau. Gia đình phải hòa hợp với nhau chứ, gia đình gây lộn với nhau mà anh em sanh nạnh với nhau, cha mẹ đẻ con ra mà đẻ 8 đứa mà không có đứa nào nó thức, nó canh cha mẹ nó hết á, mà cha mẹ ngày xưa canh từng đứa. Đẻ từng đứa thì cha mẹ canh từng đứa, bây giờ mẹ có 8 đứa không đứa nào nó canh hết. Bắt đầu tôi đứng tôi chửi trồn đụng nó đã. Chưa từng có. Đã nhất là cái lúc đó. À, tôi mới nói là cha mẹ mang nặng đẻ đau, mà bây giờ cha mẹ bệnh thì con cái là phải chia nhau mà chăm sóc, mà cha mẹ chết phải chia với nhau, chia với nhau mà hầu cái kim quan, hầu cái quan tài, chia với nhau để hầu quan tài và để phục vụ mọi người. Mà khi phục vụ mọi người là người ta đến dưới đây người ta chia buồn mình, chứ đâu phải người ta đến người ta chia vui đâu mà sợ người ta buồn. Cái nói mình không ra mình tiếp mọi người sợ người ta buồn. Tôi nói ủa, người ta tới đây người ta chia buồn thì mình buồn, thì người ta buồn là người ta chia buồn, mắc mơ gì mà phải tiếp. Tao để đậu phộng nó muốn ăn ăn, còn ăn thì tao để đậu hũ nó muốn ăn ăn, cũng ăn về. Nhưng mà người ta vô ha, mình cứ dọn ra ngoài đó rồi bắt đầu người ta vô rồi cũng mời, nhưng mà nhớ đừng có rượu chè. Ta nói người nhà mà nó quất lận ly vậy nè, nó nói vô cảm ơn anh đã đến đây thắp nhang cho má tôi, vô. Làm như cha mẹ nó chết nó ngồi đón đãi người ta. Mà tôi nói xong cái tôi mất mối luôn. Tại vì ai cũng vậy hết, cho nên là mình nói xong cái làm như nó dị ứng mình. Nhưng mà sau khi xong rồi là nó đến nó sám hối. Dầu rằng thầy nói như vậy nhưng mà cái tục lệ nó quen rồi. Mọi người ta đến người ta uống thì con phải uống với người ta miếng. Tôi nói anh uống nhưng mà anh chỉ nhấm môi thôi. Là bởi vì anh là con, anh hiếu thảo với cha mẹ. Trời đó, người ta chưa xỉn anh xỉn rồi. Chết rồi. Cái đám ma này ai lo? Rồi bắt đầu á, các anh cứ nói các anh tiếp bạn bè, rồi bắt đầu để cho mấy đứa nhỏ nó lo. Cái gia đình không có hòa hợp, mà bắt đầu người này gây gổ người kia, thì cha mẹ nằm ở đó có yên không? Anh thỉnh tôi lại đây cầu siêu, mà con cái gây lộn với nhau thì tôi cầu siêu làm gì? Bà có biết đường nào đâu bỏ đi. Cho nên tôi khuyên quý Phật tử nghe, khi mà mình gia đình mình có đám nghe, người ta đến người ta chia buồn hay chia vui quý vị? Nói lớn lên giùm tôi con. Ừ nhớ nghe, chia buồn thì cái mặt nó ảm đạm nó về, vậy là đúng. Cho nên nó đến là không có tiếp gì hết trơn trời. Mình chỉ chào hỏi cái là vô thắp nhang. Nhưng mà khi vô thắp nhang là nha, khi vô thắp nhang là mình phải đưa, mình đưa nhang là mình phải, nếu mà đưa 2 cây là phải đưa đàng hoàng. Rồi đưa rồi đứng nói rồi nha. Bắt đầu nghe anh nói. Anh nói xong rồi bắt đầu mình viết luôn cái bản trước đó. Là tên gì, họ gì, sanh năm mấy, hưởng thọ bao nhiêu tuổi, hưởng dương bao nhiêu tuổi, mất ngày mấy, ở dưới ghi nguyên một dòng. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, xin mười phương chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền tiếp độ Hương Linh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho đứng đọc nguyên buổi luôn. Ta đến ta chia buồn với mình, mà ta lại ta thắp cây nhang, ta xá xá cái ta cắm lên, ta còn không biết cái người chết tên gì nữa. Trời, vậy nó uổng quá đi. Ngày xưa ngày Mục Kiền Liên cầu siêu cho mẹ mình thì Đức Phật dạy vậy nè: bà Thanh Đề có tội bao nhiêu mà chư tăng hòa hợp, ví như mỗi người cầm một cục đá thì cái núi đá nó cũng hết nữa. Do vậy mà mỗi người đến đó thắp cây nhang cầu siêu thì hương linh này nghiệp chướng tiêu trừ,
siêu sanh cõi Phật. Hiểu không quý Phật tử? Hiểu không? Hiểu ha. Mà anh em á, anh em là phải hòa thuận với nhau. Cái hòa thuận đó là cái cầu siêu tốt nhất. Ở trong chùa này mà quý Phật tử về đây mà hòa thuận một cái là chùa này tới 1.000 người trở lên, không có phải là vài trăm người đâu. Mà chùa này mà vô chỉ có mấy người mà nó gây lộn thì thôi, chứ không còn người nào vô chùa nữa. Người ta nói vô chùa chi, vô chùa để gây lộn à. Cho nên là nhớ nghe, ai mà vô chùa mà còn gây gỗ thì người này là người phá chùa nha. Đứa nào, đứa con nào mà khi làm đám cho cha mẹ mà gây gỗ, đứa đó bất hiếu. Vậy đó. Cho nên tôi khẳng định vấn đề, ai mà không hòa hợp. Chư Tăng, chư Ni là người tu tập mà gánh vác Phật sự trên vai, mà không hòa hợp với nhau để làm cho Phật Pháp băng hoại, thì cái người đó là con sâu, con vi trùng trong giáo pháp của Như Lai. Phật tử hiểu điều đó nghe chưa? Cho nên mà ai mà không thanh tịnh hòa hợp thì làm ơn rút lui nhẹ nhàng về nhà đắp mền ngủ, chứ không là phạm vào ngũ nghịch tội. Năm cái tội ngũ nghịch: một là giết cha, hai là giết mẹ, ba là giết A-la-hán, bốn là làm thân Phật chảy máu, năm là gây lộn làm cho bất hòa ở trong chúng. Ghê chưa? Đừng có tưởng mình vô chùa, đừng có tưởng mình vô chùa cái mình vô bếp mình nấu nướng lát xíu cái nó mở miệng ra mình quất nó. Tưởng mình ngon hả? Vậy là đọa địa ngục đó. Mà địa ngục vô gián luôn chứ không phải đơn giản đâu à. Cho nên là cái hòa hợp nó quan trọng lắm ở trong tăng đoàn. Người nào mà có cái tâm bất hòa thì người này mất ngôi trưởng dưỡng, mất ngôi ngôi cao cao trên đó. Cái ngôi nào cao là bị rớt xuống, mình mà không hòa là mình rớt xuống. Cho nên là ngày hôm nay là thượng tọa, cái buổi giảng hôm nay là của thượng tọa Nhật Từ, nhưng mà thượng tọa không khỏe, cho nên thượng tọa nói thầy Thiện Xuân giúp tôi là tôi chạy liền, con mệt cỡ nào con cũng đi vì con thương quý thầy lắm. Mình trước tinh thần hòa hợp mà, cho nên thượng tọa trụ trì ở đây là mới gặp ngài lần đầu, nhưng mà thấy thầy quá dễ thương, tọa quá tuyệt vời. Cho nên cái tâm của ngài nó rộng lớn, ngặt mất các cái chùa lớn, còn cái tâm nhỏ hẹp các cái chùa của chút xíu. Có hai thầy trò nó chui vô thôi. Cho nên tâm rộng lớn thì các cái chùa lớn, mà tâm rộng lớn thì phải chịu cực nhiều. Còn mấy người ở tưởng hạnh phúc lắm thì làm cái chút xíu, tưởng ghê gớm lắm. Còn cái tâm của tôi là tôi thấy ai mà làm được cái chuyện lớn là tôi mừng dữ lắm luôn. Tại sao vậy? Thì mọi người làm mình khỏi làm, mà dân giàu thì nước mạnh, mà mọi cái chùa nào cũng lớn giờ bằng cái chùa này, mà cái nhà nào cũng lớn gấp đôi cái chùa này. Vậy là dân giàu. Cho nên là tôi mong ha, tôi chúc phúc cho tất cả quý vị về đây mà quý vị chỉ cần có cái tâm hoan hỷ thôi. Rồi bắt đầu tôi mới nói, hồi nãy tôi nói tâm từ bi được không, bây giờ tôi nói tới cái tâm hoan hỷ. Tâm hoan hỷ hạnh phúc lắm. Người ta cúng 10, người ta cúng 10 đồng, mình cúng 1 đồng mà mình đem tâm hoan hỷ với người ta là mình được 11 đồng đó. Mà cái người kia cúng 100 đồng mà mình cúng có 10 đồng, mà người kia đem cái tâm khi dễ mình, người đó lỗ 90 đồng. Cho nên cái người mà có cái tâm hoan hỷ là phước nó lớn lắm. Cho nên tôi đến đây mà tôi nhìn thấy đạo tràng này thì tôi coi như là cái chùa của tôi, cho nên tôi vui lắm. Nhờ đó phước báo nó lên luôn. Tôi thấy ai tinh tấn tu là tôi vui lắm. Vì sao vậy? Vì bản thân mình vui là mình mang cái tâm hoan hỷ, mình cộng duyên, mình trợ duyên. Đây nè quý vị thấy không? Tôi có một người yêu lý tưởng. Tôi nhìn thấy ngài tu ốm, mà ốm đến nỗi mà ngài rờ cái da bụng mà nó đụng cái xương lưng, mà ngài thọt vô cái lưng, ngài đụng cái da bụng, rồi tôi vui dữ lắm luôn. Ngài tu như vậy mà ngài mới chứng, còn tôi mập cỡ này sao chứng được. Cho nên con nói là con còn đang tu, con tu chưa tới. Thôi mai này đến lúc con tu tới thì con cũng mím cái giống vậy, chứ con cũng không có tới nổi như vậy đâu.
Ngài là Phật thì Ngài tới đây con Bồ Tát con còn 40 kg. Thấy không? Còn bây giờ mình tu nhân thừa thôi quốc 80. Ngài là một đấng mà khổ hạnh cho đến lúc mà Ngài còn cái bộ da bọc xương mà tu hoan hỷ dữ lắm. Cái pháp tu này hoan hỷ lắm. Quý vị biết là tâm không cảnh tịnh, quý vị dỗ vô cái bụng mình đi, quý vị dỗ vô cái bụng dùm tôi, đưa cái tay vô cái bụng và nói với cái bụng rằng cảm ơn mày, dò dò nó cảm ơn mày, nhờ tao ăn vô đây mày có tiêu hóa thì tao mới có sức khỏe. Nhưng mà người nào mà không hiểu được, mình không quan hỷ với cái bụng của mình, hằng ngày mình dò nó đó nghe, là cái bụng mà dòng bụng mà nó căng là dòng đời nó giảm đó. Nhiều người bây giờ là nó dư chất ở trong này lắm luôn đó, nó trở thành cái bụng nước lèo. À, mà cái này là cái nguy hiểm cho cái việc mà cái người tu á, là nó nặng trịch lắm. Khi cái tâm mình nặng trịch là bởi vì cái bụng mình nó nặng trịch. Tôi nói rằng cái bụng này là cái chỗ mà chúng ta chuyển cái này thành cái kia. Mình chuyển trở thành cái chất dinh dưỡng để mình cũng từ cái bụng mình. Cho nên quý Phật tử cùng nói với tôi cái câu này để nhớ nè: suy bụng ta ra bụng người. Mình nghĩ tốt, mình nghĩ mọi người tốt. Mình xấu, mình nghĩ mọi người xấu. Cái bụng ai cũng hiểu rồi đó, tự giác ngộ luôn. Bây giờ tôi hỏi quý vị, trong bụng quý vị là thúi hay thơm? Thúi hay thơm? Tự khai báo đi. Mà cái ông Phật ông ăn còn một ngày một hột mè thì trong bụng ổng còn gì không? Mà trong bụng ổng không còn gì hết thì cái thân ổng thơm hay thúi? Lúc này nó thơm nè. Lúc này cái bụng ổng là nó không còn cái gì hết, mà cái tâm ổng tốt, cái bụng ổng không còn, thì ở trong đây nó không có phân nè. Mà cái tâm ổng tốt nữa thì cái mùi này nè, nó biến thành mùi giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát, giải thoát tri kiến. Vì tâm không cảnh tịnh, tâm không là ở trong này không có cái gì hết. Trời, tôi hiểu cái chỗ này tôi hoan hỷ ghê. Mà không biết ai mà đục đục dưới chứ, đục sát lẻm luôn vậy đó hả? Thì theo quý vị nghĩ coi, khi mà tám thức chuyển thành tứ trí thì tôi mới nghĩ là cái hai cái tay mà để ngay cái bụng á, là bắt đầu ngồi thiền. Mà con mắt á, nhìn xuống cái lỗ mũi và nhìn xuống ngay chỗ cái rung. Sau đó đó, quý thầy còn chỉ cho mình nhìn xa ra chút xíu, nhưng mà đúng là mình nhìn ngay cái rung. Ngay cái chỗ này nó sẽ phát ra một luồng, một đạo hào quang. Ai hoan hỷ ngồi thiền tu tập, quý vị niệm Phật niệm ngay cái rúng, ngồi thiền ngồi ngay cái rúng, trì chú trì ngay cái rúng. Ai hoan hỷ làm thử, quý vị sẽ thấy hào quang chiếu chiếu ngay cái rúng. Và từ ngay chỗ này, nếu quý vị ngủ mà quý vị chỉ quán phòng xẹp, nó phồng lên rồi nó xẹp xuống, chỉ quán phòng xẹp, hít vào thở ra mà quán nhiêu đó thôi, tập một năm đừng bỏ đêm nào, có khả năng đạt được thiền chỉ. Giấc ngủ không hề có ma chướng, bởi vì âm dương đã hòa hợp, cho nên giấc ngủ không hề có ma chướng. Nhưng mà khi mình quán phòng xẹp một chút, trước khi mình ngủ còn đủ khả năng nghiêng người qua bên phải, nằm thế kiết tường, ngủ một giấc ngon lành, không hề có chướng ngại xảy ra. Đức Phật đã dạy cho chúng ta, nằm ngửa là thế súc sinh, nằm sấp là thế ngạ quỷ,
nghiêng hông bên trái là thế đau bệnh, mà nghiêng hông bên phải là thế kiết tường. Đó, chỉ nằm rồi đó nha. Ai mà quan hỷ với những lời dạy của Phật là tự nhiên âm dương hòa hợp. Khi cái tay này để lên trên, nó hướng cái âm, hướng cái dương là nó hứng cái dương. Cái tay này xuôi xuống là nó đẩy cái trược khí ra, âm dương hòa hợp trong giấc ngủ. Người này ngủ không bị âm phá. Cho nên là chúng ta học Phật, chúng ta luôn luôn an trú. Bây giờ quý vị có nghe ăn gạo lứt muối mè thì Đức Phật là người ăn đến nỗi mà cái cơ thể Ngài nó dương, do nó dương cho nên Ngài ở ngoài rừng núi. Rừng núi là cảnh thanh vắng, u tịch là âm khí. Cho nên cái thân Ngài nó dương, Ngài ở trong chỗ âm, Ngài chứng được Niết Bàn. Còn chúng ta, cái thân chúng ta nó đang âm mà chúng ta ra ngoài gốc cây chúng ta ngồi là nó tăng thêm cái âm thì chúng ta bệnh. Còn cái thân thể này Ngài ngồi thì Ngài được ngồi ngoài gốc cây. Quý Phật tử hiểu ý không? Quý vị còn phải hòa âm dương nữa, quý vị mới biết cách tu. Chứ không phải là mình tu là mình tưởng là ta ngồi được, mình ngồi được. Chưa chắc đâu à nghe. Thấy Đức Phật ngồi ngoài đó, Phật chứng mình ra ngồi đó bệnh. Vì sao vậy? Thân thể mình nó mập quá, nó âm. Hiểu không quý Phật tử? Rồi, bây giờ tôi đã nói cái tâm quan hỷ rồi ha. Quan hỷ với cái pháp của người ta, quan hỷ với cái lời Phật dạy, và quan hỷ với cái âm dương. Rồi bây giờ tôi chỉ quý vị về thế giới quan và nhân sinh quan có một sự hòa hợp. Giờ tôi hỏi quý Phật tử, giọt nước so với biển thì giọt nước với biển có khác hay là giống? Im rồi ta. Ai cũng biết hết mà sao không trả lời giùm. Phật tử hoan hỷ trả lời giùm tôi. Giọt nước so với biển, giọt nước với biển là khác nhau hay giống nhau? Ai giơ tay lên đây trả lời, tặng cho cái khăn. Mà cái khăn này nó có cái chữ party, nghĩa là dạ hội, tiệc. Ai? Rồi xin mời. Ủa, con đưa tay lên là con kêu người đó vô hả? Có ai không? Không ai nói, tôi nói luôn mà tôi lau mặt cho rồi. Mình tự thưởng cho mình luôn. Rồi, tôi xin nói. Giọt nước ở trên cao, nó nhỏ từng giọt nó chảy xuống, rồi bắt đầu từ đó chảy ra tới đại dương. Nước của trên nguồn là nước ngọt, nước ở ngoài đại dương là nước mặn. Nhưng mà nước trên nguồn là từng giọt tinh khiết. Nhưng mà trong quá trình nó chảy từ nguồn cho đến biển là nó đục. Tại vì nó chảy qua cái đất nào thì nó phải hòa hợp với cái đất này. Nó chảy ngang Tiền Giang là nó phải mang cái mùi Tiền Giang. Nó chảy ngang Hậu Giang, nó mang cái mùi Hậu Giang. Nó chảy ngang đất màu đỏ thì nó mang màu đỏ. Nó chảy ngang cái đất màu xám, nó mang cái màu sữa xám. Vì vậy giọt nước trên nguồn nó chảy ra biển thì nó phải mang theo cái màu của nó khi đi ngang cái chỗ đó. Vậy thì quý vị thấy chư Tăng, Đức Phật dạy chư Tăng, các ông đi tới chỗ nào các ông phải tùy thuận nơi đó. Cho nên là tôi xuống đây thì tôi phải tùy thuận quý Phật tử ở đây. Phật tử nín thinh thì tôi nói, Phật tử nói tôi nín, tôi phải tùy thuận. Như vậy nó phải tùy thuận phong tục tập quán. Có người hỏi vậy, thầy có cúng sao không? Tôi nói thì có cúng cũng đâu có sao, mà cúng sao cũng đâu có sao. Tại vì mình cúng sao là mình cúng dưới đất hay mình lên trời mình cúng? Mình cúng dưới đất mà, đâu có sao đâu. Vì sao ở trển mình cúng dưới này mà cúng sao cũng đâu có sao.
Cho nên là mình cúng không cúng cũng không có sao. Cho nên có người hỏi vậy thì thầy có cúng không? Thầy nói thì con muốn cúng thầy cúng cho. Còn cái bà kia bà không muốn cúng thì thầy khỏi cúng. Vậy thôi. Cái hỏi thì sao thầy kỳ vậy? Thầy là pháp sư, đáng ra là thầy phải dạy cho người ta đừng có cúng. Thầy nói không cúng chỗ này thì cũng qua chùa kia cúng thôi. Tại vì người ta có nhu cầu cúng. Mà thầy là cái nhiệm vụ của một người thầy là có nhu giúp cho người ta đáp ứng cái nhu cầu của người ta, là bởi vì thầy là làm dâu trăm họ mà. Cho nên thầy có cái bổ sứ ở chỗ này, cũng như là thượng tọa ông về đây, ông bổ sứ ở đây. Không ai bữa nào thầy đổi ông coi. Thầy đổi ông về Củ Chi thầy xuống đây. Không biết có cho ông ta sẽ im nữa. Vỗ tay đó là phản đối hay đồng tình? Thật sự ra cũng không có dễ đâu quý vị. Cái hoa này mà nó phù hợp với cái xứ lạnh thì nó phải xứ lạnh nó mới trổ. Còn cái hoa này mà nó phù hợp với xứ ôn đới thì nó phải có mặt xứ ôn đới. Chứ không phải là mình lấy cái này mình bỏ chỗ kia đâu. Phật đã bổ xứ rồi. Có khi thượng tọa ông ở đây, ông làm được cái chùa này, dám tôi ở đây cái chùa tranh nó cũng sập. Không có đơn giản đâu. Phật đã bổ xứ từng người theo ở vị trí nào rồi. Do vậy mà giọt nước ở trên nguồn với giọt nước ở biển trong xanh giống nhau nhưng vị khác nhau. Cho nên tâm của chúng ta là tâm, ta có tự tánh Phật, nhưng cái tự tánh Phật đó nó mới là giọt nước thôi, mà muốn trở thành Phật thì phải là biển kia. Phật tử hiểu ý này không? Hiểu không? Chúng ta chỉ là giọt nước. Trong quá trình chúng ta tu thì chúng ta phải tùy thuận tất cả mọi người. Cho nên người nào, người Phật tử nào mà hễ quy y rồi về nhà gặp ông chồng như thế nào thì quý vị phải biết tùy thuận để độ ông chồng mình. Còn nếu một người chồng nào quy y rồi phải tùy thuận để độ vợ và con mình. Cái này gọi là tùy thuận mà độ. Chứ không phải mình nói là tôi tu rồi, thôi bà làm gì đó bà làm đi, thôi tôi không nói thế. Còn tự nhiên bà vợ bà đi tu rồi, cái bà nói thôi ông với con ăn mặn thì thôi cứ nấu đó mà ăn, còn tôi không ăn mặn nữa. Mình vậy là chồng với con mình không đi chùa mà coi chừng còn dị ứng với ông thầy nữa. Thầy ông dạy vợ tôi gì kỳ vậy trời, tôi cho bà đi chùa mà dạy cái kiểu đó về làm hạnh phúc gia đình không còn nữa. Tự nhiên bây giờ bà không nấu cho tôi ăn, rồi giờ này bà ăn chay, rồi bà ăn có mình bà, tự nhiên gia đình nó không còn đoàn tụ nữa. Ông thầy phải dạy đó. Cho nên bữa nay bổn phận tôi hướng dẫn quý vị hòa hợp. Gặp mấy đứa nó nhậu mình nhào vô, nhưng mà mình uống miếng thôi, uống miếng thôi, mình ngồi mình giảng cho nó nghe. Nó nghe lát nó xỉn hết, là cứ rượu vô là nó thấm. Cho nên là mình không uống với nó là mình không độ nó được. Cho nên mình cũng vô, mình nói vô không sai không về, mà tao ngu hay sai. Uống miếng rồi, nó hỏi sao mày uống có miếng vậy? Tao nói bữa nay tao đau răng, cho nên tao uống vô tao phải ngậm nữa, cho nó chết mấy con vi trùng tao nuốt luôn. Mình nói sao miễn sao mà mình nói, mà mình nói cho nó phù hợp với giáo lý, mà mình nói sao mà mình độ được mấy người uống rượu. Từ từ người ta bỏ rượu, người ta quy y, vậy đó là mình mới xứng đáng là đệ tử Phật. Mình nói sao mà bà vợ bà từng quýnh tứ sắc, tối ngày bà quýnh đề, bà chơi hụi, bà làm toàn những cái trò quay qua quay lại là cầm đất bán nhà, mà bây giờ mình độ riết bà về chùa bà quy y bà tu, vậy mới xứng đáng là ông chồng là Phật tử. Ngược lại bà vợ sao về nhà độ ông chồng vừa uống rượu vừa cá độ đá banh vừa đá gà tới nấy, đủ trò trên đời, mà một thời gian người vợ này độ được người chồng đi về, vậy mới gọi là giọt nước từ nguồn ra biển. Mình mới gọi là quy y pháp, đương nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển. Còn đằng này mình quy y rồi, mình về nhà mình làm nó chổi là hết. Thành thử ra không hòa hợp, mà không hòa hợp là không độ được ai. Phật tử đồng ý không nè? Rồi thầy thấy là hầu như là buồn ngủ rồi, thôi thầy kết luận để về ngủ nha. Để mai mốt thầy còn mối thầy tới nữa. Chứ để bây giờ thầy nói riết là cái quý Phật tử nói thôi thầy Xuân này mai mốt ông xuống không nghỉ. Ông này cũng nói dài mà nói dở muốn chết. Rồi bây giờ kết luận nè. Điều thứ nhất, tôi đến đây chủ yếu là tôi nói cái chữ tăng,
mà tăng là thanh tịnh hòa hợp, cho nên tôi nhắm vào cái chữ thanh tịnh hòa hợp mà tôi muốn nói, thì tôi nói để cho mọi người hòa hợp. Mọi người phải hòa hợp thì mọi người mới cảm nhận được là cái giáo lý của Như Lai nó tuyệt vời tới cỡ nào. Bản thân tôi đọc cái câu ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có đứa khùng đứa điên, ở đâu cũng có thần tiên, ở đâu cũng có mấy thằng điên thằng khùng. Cho nên mình làm thần tiên, mình không có làm đứa điên đứa khùng. Cho nên từ đó là mình cứ lo mình tu tập. Tôi vào trong đạo, tôi từ lúc vào trong đạo là tôi cứ lo tu học thôi. Còn huynh đệ căn tánh khác nhau, có những bậc mình đi, ba người đi chung, trong đó có một vị là thầy của mình. Có những người bạn đồng tu đồng học nhưng mà không dễ gì mình hòa với họ đâu. Nhưng mình không hòa với họ thì sao? Nước nó vẫn kéo cục đất đi, nước nó vẫn đẩy cục đá đi, nước nó vẫn trôi cành cây đi. Chứ đâu phải là cành cây là nước nó bỏ lại đâu, nó vẫn trôi hết, cho đến nỗi cái nhà mà nó còn trôi luôn mà. Cho nên vấn đề hòa hợp của chúng tôi, nghĩa là tất cả chư tăng, chư ni và quý Phật tử trên dưới một lòng, người ta không đồng lòng với mình thì chắc chắn mình phải là người đi để lôi người ta theo chứ. Chứ còn mình cũng ngồi đó làm sao mà người ta đi được. Cho nên Phật tử có hứa với tôi là nếu như mà mình tu mà người ta không tu, mình tốt mà người ta xấu thì mình vẫn cứ tốt. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý ha. Rồi, very good. Cho nên trên tinh thần hòa hợp thanh tịnh đó, tôi mong rằng quý vị mang tình thương mà đến tất cả mọi nơi. Vì tình thương là một sức mạnh, tình thương là một nền tảng để chúng ta có thể có trí tuệ, tình thương để chúng ta có một sức mạnh, tình thương để chúng ta đóng góp cho cuộc đời này, xây dựng cho cuộc đời này giàu đẹp và làm cho Phật Pháp được sương minh, được trường tồn. Tình thương là đạo từ bi. Ai đến với đạo từ bi mà tình thương không có thì người này không xứng đáng đệ tử Phật trong ánh đạo vàng. Thứ hai, Đức Phật đã cho chúng ta tài sản là giáo pháp. Chúng ta hòa hợp với nhau, mỗi người là một bông hoa, mỗi người là một bông hoa. Cắm ở chỗ nào? Cắm ở trên, ở dưới, ở bên hông, ở đằng sau, ở đằng trước, cắm ở đâu cũng được. Miễn trên lẵng hoa này, trên cái bàn này vừa hoa vừa lá đủ loại vẫn ở trên bàn này. Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ có niết bàn, cũng sẽ có ngôi vị giống như nhau nếu chúng ta biết học và tu hành theo Đức Phật giống như những gì Đức Phật dạy. Cho nên tự mọi người hãy thắp đuốc lên mà đi, chúng ta hòa hợp với nhau để cùng tu cùng học. Làm cái gì cũng được, người làm hương đăng, người làm nhà bếp, người làm vườn, người quét dọn lau chùi, người đẩy rác, người lau nhà, người xây hồ, người công quả, kiểu nào đó cũng được. Ta làm tất cả mọi thứ trên tinh thần hòa hợp thanh tịnh thì chắc chắn ta sẽ ngôi trưởng dưỡng, ngôi thập bát thú, thập trưởng dưỡng, ngôi thập địa, ngôi Phật chúng ta sẽ có. Còn nếu như mà chúng ta chọn lựa và chúng ta cho rằng tôi phải thế này, tôi phải thế kia, tôi phải thế nọ, thì cho đến một lúc chúng ta không có gì hết vì chúng ta bất hòa. Ở trong nhà, người giả gạo, người bồng em, tất cả mọi người đều có công năng giống như nhau. Vấn đề quan trọng là chúng ta có biết thương nhau hay không. Mà chúng ta thương nhau rồi thì tất cả chúng ta sẽ có sức mạnh, chúng ta sẽ có cái quả vị an lạc hạnh phúc. Cho nên tôi rất khuyến khích quý vị mang tình thương đến với giáo pháp để học và thực hành giáo pháp đó. Giáo pháp của Phật là pháp yêu thương, giáo pháp của Phật là pháp giải thoát. Người nào không tự thắp đuốc lên mà đi thì người đó đi sai đường, chắc chắn sẽ tẩu quả nhập ma, chỉ có gặp ma không có gặp Phật. Đó là kết luận thứ hai của tôi trên tinh thần hòa hợp. Kết luận thứ ba, ngôi chùa là một ngôi chùa chung. Thượng tọa trụ trì ở đây 100 tuổi ngài cũng không còn, chứ ngôi chùa nó vẫn còn với thời gian. Vì vậy trên tinh thần xây dựng đạo pháp, nền tảng là xây dựng cái chùa. Mỗi người một cục gạch. Bây giờ này có nhiều người Phật tử kỳ lắm, đến thấy chùa đẹp thì chụp hình, miệng tai thì chụp hình, cái miệng thì chửi, chùa gì đâu mà lớn dữ gì, mọi người người ta còn nghèo gần chết, chùa đâu cất lớn dữ gì. Và bây giờ nhiều người cũng chửi chùa cao Phật lớn.
Xin thưa, ta đền ơn Phật, ta chưa đền ơn được cái gì, nhưng mỗi người một cục gạch xây dựng được một ngôi chùa là chúng ta có một cái ngôi sinh hoạt chung. Tôi rất là nghiêng mình và nể phục. Có những cái nơi nó xây một cái nhà thờ mà tôi nghe đồn là 300 năm. Còn tôi đi qua Pháp, cũng thì đất nước Pháp, nhà thờ Đức Bà xây dựng 300 năm, cũng thì đất nước Pháp, một ngôi chùa xây dựng mới có 20 năm thôi mà chưa có thành tựu. Mà người ta chửi dữ lắm luôn cơ. Tôi phát nguyện, nếu được con xây 3 đời. Đời này con xây dựng chưa xong, đời sau con tái sinh đó là con xây dựng tiếp. Rồi con bỏ cái nhục thân trở lại, con để nhục thân đó, rồi con tái sinh con xây dựng nữa. Con xây dựng 3 đời và phát huy cho vững chãi Phật Pháp. Không có cái đạo nào dám ăn hiếp Phật Pháp hết. Hãy nói tới Phật Pháp là tuyệt vời. Giáo Pháp của Phật là sư tử hống, đệ tử Phật là một đàn sư tử hống một tiếng, tất cả mọi cái loài kia nó vỡ mật, nó điếc rái. Đằng này mình bây giờ mình thiếu sự hòa hợp, tiếng nói của mình không có đạt được chất lượng, cho nên những cái tôn giáo bạn ăn hiếp đạo Phật muốn chết. Người ta có chiến lược là thâu tóm mà quần chúng, còn đạo Phật là quay qua quay lại mất đệ tử, quay qua quay lại mất đệ tử, mất cả người tại gia, mất luôn cả người xuất gia. Cho nên tôi lỗ vốn dữ lắm, tôi quyết định xây dựng lại và không để mất nữa, chứ để nó mất luôn những gì đang có. Những gì đã có nó mất có thể cho qua, nhưng mà những gì đang có không để mất nữa. Phật tử có hòa hợp để giữ lại hay không? Vậy là tôi thọ ký cho Phật tử chùa Quan Âm nghe. Mỗi người, một người đi với một người, một người đi với một người đi tu, ba người cùng rủ đi tu, rồi sau đó nữa một xe đi chùa. Nhớ nghe, người này với người kia là rủ nhau cả xe đi chùa nghe. Chứ không phải là bữa nay là một người đi với một người, rồi một người đi mất, một người nghỉ luôn. Cái chùa này là mai mốt mà tôi quay xuống đây tôi giảng lần nữa mà tôi không thấy ai là tôi lỗ vốn, là tôi đi kiếm quý Phật tử tôi xử. Tại bữa trước tôi giao rồi, tôi giao cái sứ mạng lịch sử ở đây là quý Phật tử phải làm cho cái Phật giáo tại Hậu Giang phát triển. Một người phải rủ được một người đi tu, làm sao ta có một cái lực lượng hùng hậu. Và quý vị về trên tinh thần hòa hợp, quý vị xây dựng mỗi người một cục gạch để cho Phật Pháp được sương minh, được trường tồn, cùng với sự gánh vác công tác Phật sự của Giáo hội Phật giáo Hậu Giang, mong rằng sẽ sánh vai cùng với Phật giáo của năm châu bốn biển. Nghe nói tới Hậu Giang là chùa Quan Âm là không còn ai không biết. Đến nỗi Phật tử chùa Quan Âm là nghe tới lông tóc dựng ngược, nổi tiếng nha. Và cuối cùng, trên tinh thần hòa hợp của chữ Tăng, chúng tôi là hàng học trò của Thượng Thọ Trụ Trì ở đây. Tôi thành kính cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Thượng Thọ Trụ Trì luôn luôn có nhiều sức khỏe, nhờ phước lành nhiều đời nhiều kiếp Thượng Thọ nhất hồ bá ứng, nhiều Phật tử được Thượng Thọ hướng dẫn luôn luôn tu hành được an lạc, và nhờ sự tu hành an lạc đó mà cửu quyền thất tổ cũng thừa tư phước lực này mà nghiệp chướng tiêu trừ, cao đăng Phật quốc. Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Thượng Tọa Trụ Trì cùng với ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hậu Giang mà Phật Pháp ở Hậu Giang sẽ trường tồn, sương minh và mang đến sự lợi lạc cho cả nhân thiên. Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Và thưa cùng toàn thể các vị Phật tử hiện diện trong buổi pháp hội hôm nay, kính bạch thượng tọa, kính thưa cùng toàn thể các vị Phật tử, ngàn năm giáo pháp cao bang, ngàn năm giáo pháp tọa bàn án cư, ngàn năm thiên án chủ yếu, ngàn năm giáo pháp tọa hương cầu ngào,
Nhưng ánh sáng của mặt trời mặt trăng có thể xua tan những bóng đen vô tận, thì ánh sáng trí tuệ của Phật pháp sẽ mang đến niềm an lạc hạnh phúc cho con người trở về với tự tánh của chính mình trong cuộc sống. Và các bạn thực tập nhận xương những cơ hội tổng thể các điều Phật tử ngược dòng lịch sử cách đây 2500 năm tại thành Ca Tỳ La Vệ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã khơi nguồn mạch lạc của Phật pháp tới một pháp đàn giá trị đến hôm nay để cho hàng Phật tử cũng như sự kéo dài của các nhãn sư từ thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành đã theo nhu cầu của năm triệu Phật tử tu học. Và hôm nay một lần nữa tại đạo tràng chùa Tam của chúng con trong buổi lễ chia sẻ Phật pháp của chúng con tới hôm nay với tất cả niềm tin yêu của tuổi thọ trải dài gần 1 tiếng rưỡi. Quý Phật tử cảm thấy an lạc quá. Nguyện là đêm